Ý vô bán kết chứ. Phải không Liên? Vô xong mới vô bán kết á. Ừ. Ăn này vô bán kết. Điểm thanh 1-0. Điểm cho Vị Thanh 2-0. Điểm cho Chiên Vị Thanh 1-2. Hết đường luôn rồi. Hãy
hiểm như mày. 8-1 nghiêng về Duy Thanh. Điểm cho Kiên Nhị Thanh 2-8. Điểm cho Kiên Nhị Thanh 3-8. Quá trời lại ơi. Đập nhẹ đó, đập mạnh là dữ nữa con ơi.
Thị Thanh giành chiến thắng.